Xin chào các bác, mình tự giới thiệu mình tên là Thao và hôm nay mình muốn chia sẻ một cái thông điệp nó cũng khá là quan trọng đối với những người yêu thích chim và đang duy trì cái đam mê đó cũng như là duy trì cái vườn trại cũng như là những cái số chim trong trang trại. Thì năm 2020 vừa qua thì đến thời điểm này mình đang thực hiện cái video là tháng 10 thì bản thân mình thấy cũng có rất nhiều bạn mà bản thân mình cũng có nghĩa là những con chim mà nó bị đau mắt rất là nhiều, có lẽ là một phần là do cái nguồn nước, có thể là do một phần là do cái môi trường, một phần là do cái khí hậu. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bác là các bác vì là mình vào một số những cái hội chim khu và một số cái diễn đàn thì cũng có rất nhiều bạn bàn tán qua bàn tán lại thì cũng là mong muốn là mình cũng mong muốn là mình chia sẻ cái video này thì có thể là các bạn cũng tham khảo đó, chứ mình không có ý gì cả. Đấy, chúng ta cho đi một cái kinh nghiệm vốn có của mình đó, một cái kiến thức mà mình đã trải nghiệm thực sự, mình cảm thấy nó thực sự là bổ ích cho mọi người thì mình cho đi, cho lên kênh thì mọi người cũng sẽ quý mình, yêu thích mình và giao lưu với mình. Đấy là quan điểm của mình. Thì nói về một con chim mà khi nó đã bị đậu hoặc bị đau mắt thì cái cơ chế của một con chim nó bị đau mắt, bị đậu có nghĩa là bị bệnh, dù bệnh đường ruột hay vì dù bệnh đau mắt, bệnh đậu hay bệnh phổi hay là tóm lại là bệnh, kể cả người mình vậy thôi, con vật bệnh thì có nghĩa là nó sẽ ủ rũ đấy, gầy, bỏ ăn và dẫn đến là gì, suy nhược và dẫn đến tử vong. Thì cơ chế của một con chim bệnh là như vậy. Thì chúng ta bóc tách ra hai vấn đề. Một là chúng ta sẽ dùng một cái nguồn thức ăn, dùng một cái phương pháp nào đó để chúng ta làm cho con chim nó có dinh dưỡng. Đấy. Đấy. Có nghĩa chúng ta bón hay chúng ta bơm hay chúng ta làm thế nào đó để cho con chim nó có cái nguồn thức ăn vào rìu của nó. Chim gáy là một trong những loài chim, nó là cái dòng chim rìu ngoài. Các bạn hiểu như dung là rìu ngoài bao gồm là gà, đó, vịt, ngan, ngỗng, chứ không phải là dòng rìu rìu ăn thẳng. Cũng là chim nhưng mà chim bồ câu và chim gáy là rìu ngoài, có nghĩa là cái phần ức của nó là nó sẽ có một cái rìu mà nó bầu ra. Không tin các bạn mổ con chim các bạn biết. Còn những cái dòng chim mà rìu ăn thẳng, rìu trong là gì, chim ví dụ như là chim chòe than, chim chà mào, là khi con chim đó chúng ta ăn con châu chấu, ăn con sâu thì chúng sẽ đi thẳng vào đường ruột và chúng sẽ tiêu hóa nối tiếp. Còn chim gáy là chúng ta gì, nó ăn thành một cái bầu rìu như cái bong bóng đó ở phần ngực và nó khi ăn no là nó phồng bầu tròn luôn ra, thì đấy là một cái lợi thế để chúng ta chữa bệnh. Bởi vì một con chim nó ăn căng một cái diều thì có nó đủ năng lượng nó sống được trong khoảng khoảng 2 ngày, hơn thậm chí hơn. Thế thì chúng ta bóc trở lại vấn đề, chúng ta bóc tách ra là chúng ta phải quan tâm đến cái vấn đề là cái năng lượng hoặc là cái dinh dưỡng hoặc là cái đó, cái cách bằng cách nào đó để cho con chim nó có thể là có năng lượng, tăng sức đề kháng để nó có cái thời gian để nó sống và nó ngấm cái thuốc đặc trị. Còn cái vấn đề của nó là vấn đề đi ngoài hay vấn đề viêm phổi, viêm đường hô hấp hay là vấn đề bị đau mắt hay là vấn đề bị nhiễm trùng đậu thì đó là cái vấn đề của nó. Nhưng trước khi xử lý cái vấn đề đó thì chúng ta phải tăng cường sức đề kháng cho con chim. Đó là một cái cách. Thì với mình sẽ bóc tách hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tăng sức đề kháng. Vấn đề thứ hai là vấn đề đặc trị. Đấy. Vấn đề thứ nhất thì tăng sức đề kháng này, theo mình thì đến thời điểm này mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái cách dân gian nhất và có lẽ là cũng hiệu quả nhất. Chúng ta sẽ dùng cái giun đất và chúng ta sẽ cắt ra. Đấy. Cắt ra một đốt nó khoảng tầm 1 phân rưỡi, 2 phân. Đấy. Và thậm chí có cả dính một tí đất cũng không sao. Đấy, chúng ta những con chim dù đi ỉa, dù đau mắt hay dù bệnh gì thì bệnh. Đấy. Trong cái con giun này cái lượng đạm rất là nhiều. Đấy. Chúng ta bằng cách nào đó chúng ta cho nó tự mổ nếu như nó vẫn còn khỏe hoặc là nếu nó yếu,
có những con trống mỏ rồi. Thế, các bạn cắt ra và các bạn sẽ bón nhét vào cái khoang miệng của nó và nó sẽ ăn. Thì thường một con chim như thế thì chúng ta sẽ làm 2 đến 3 lần trong ngày và mỗi lần là 2 khúc giun. Đó. Thì thực tế là chỉ cần 2 khúc giun trong ngày là con chim nó đã rất là khỏe rồi. Đó là chất đạm, chất tanh và cũng tốt. Còn nếu có thể chúng ta có thể bổ sung thêm những cái vấn đề như là cám, chúng ta ve, chúng ta nặn thành những cái viên nó như là cái nhỏ nhỏ thôi, nó như là quả mồng tơi, nó dài dài ra chút, chúng ta bón vào khoang miệng cho nó. Đấy. Bằng cách đó hoặc chúng ta có thể dùng xi lanh, chúng ta dùng cách nào đó chúng ta bơm bón cho nó. Kinh nghiệm là những con chim mà nó bị bệnh như vậy thì các bạn nên cắt một bên cánh đi, để cho trong quá trình mình bón mà nó có dãy giụa, nó có tuột tay thì nó cũng lệch cánh, nó sẽ không bay được, mất chim, nó không gì cả. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể là dùng những cái hạt ngô ở phần cuối bắp, nó nhỏ nhỏ như hạt mồng tơi, như viên bi xe đạp, chúng ta có thể là nhẵn tròn, chúng ta có thể là bón vào khoang miệng cho nó cũng ăn. Đó, hoặc là gạo xay, hoặc là có bản thân mình cũng bón cả lúa. Bởi vì lúa là một trong những cái chất nó là thức ăn chiếm đến 70% trong cái cuộc đời của chim cu gáy mà nó an toàn nhất. Bởi vì trong cái vỏ lúa nó có cái ma sát, nó có những cái chất để nó phục vụ cho vấn đề tiêu hóa. Nó rất tốt cho cái đường ruột của con chim cu gáy. Đấy. Có một cái nguồn thức ăn nữa là mình muốn chia sẻ với các bạn, là bản thân mình đã cứu những con chim trống mỏ rồi các bạn ạ. Đó là cái phần quả trứng chim cút hoặc quả trứng gà. Đấy, thậm chí là chúng ta hy sinh một quả trứng gà, chúng ta đánh tan lòng trắng lòng đỏ lên và chúng ta dùng cái xi lanh 10. Cái xi lanh 10 gắn với cái tia ô ống truyền với thú y trắng trắng bằng nhựa mềm. Các bạn dùng cách này là các bạn rất hiệu quả các bạn nhé. Dùng cái trứng gà đó các bạn rít, nó là dung dịch đặc, và chúng ta giữ, chúng ta bơm vào trong khoang miệng cho nó. Thì cái này là rất thuận lợi bởi vì nó là dung dịch, nên là nó rất dễ là cho vào diều được. Và một ngày thì chúng ta chỉ cần cho khoảng tầm 4-5cc. Đấy, chia làm 2 bữa ra. Thì cái đấy là con chim hồi phục rất nhanh, nó có nhiều chất đạm. Đấy. Còn có thể là chúng ta có thể là nhét cho nó một viên B1 hoặc là viên vitamin ADE hoặc là viên dầu cá. Đó, tùy nếu như những con chim nào mà nó bị đi ỉa thì các bạn sẽ dùng giun. Đi ỉa do là nó, bản thân đi ỉa là nó do nhiều khi các bạn quên không cho ăn cho uống, nó cũng sẽ đi ỉa phân xanh. Hoặc là đi ỉa do thời tiết, do lạnh. Thì tóm lại ở những cái vấn đề về tăng sức đề kháng thì các bạn nếu như có những con mà thực sự là nó đã kém mà nói thì bản thân tôi đã dùng đến phương pháp là tiêm rồi. Đấy. Còn nếu như các bạn chưa quen tiêm thì các bạn không tiêm, nhưng các bạn tiêm thì tiêm liều lượng rất ít thôi, 0.3cc thuốc bổ, để làm sao con chim tiêm dưới da. Đấy. Và các bạn tiêm ở cái phần cái lách của cái đùi của nó đây này, mình cứ gọi là cái háng. Cái phần đấy là nó nhíu ra, là các bạn tiêm rất tốt. Mình riêng trên cơ thể con chim cu gáy là nó sẽ tiêm được như vậy các bạn nhé. Thì với những cái con chim mà bị viêm phổi thì các bạn tiêm nó rất là nhanh. Đấy. Còn đi ỉa thì chưa nhất thiết phải tiêm cả. Các bạn có thể dùng cái viên một phần nửa cái viên Betulin để các bạn đặc trị cho trường hợp đi ỉa. Còn trở lại vấn đề này, cái trường hợp bị đậu và bị đau mắt thì mình chỉ cho các bạn một cái thuốc. Đấy. Cái thuốc tên là Ambicala A M P I dài K La L A. Đó. Ambicala. Cái lọ của nó là lọ Bicillin và cái bột nó là cái bột trắng trong cái lọ Bicillin đó. Trên cái hướng dẫn đó thì nó là dùng thuốc pha để tiêm. Thế nhưng mà bản thân mình đã chữa từ những con chim, con chuột, rồi những con gia cầm. Mình cam kết với các bạn là mình không xui dại các bạn đâu. Là cái này là nó là, mặc dù nó là thuốc tiêm, nhưng thành phần ví dụ như là ghẻ, nấm,
đậu, đau mắt, các bạn bôi là khỏi. Đấy. Thậm chí các bạn lấy cái bột, các bạn rắc thẳng vào mắt nó, rắc thẳng vào cái vùng bị đậu, bị loét, bị lở, bị ghẻ nhá. Đấy, các bạn hề yên tâm là cái này tôi đã test rất nhiều trên coi nhiều con vật rồi, mà nó không chết được. Còn nếu như các bạn muốn nó trường hợp nó hơi nhẹ thì các bạn có thể hòa ra nước sột sệt, các bạn vệ sinh nó như là nước muối, thậm chí bôi, mà kể cả nó uống cũng không chết được nhá. Uống rất tốt, bản thân cái thuốc này nó uống cực kỳ tốt. Đấy, chữa rất nhiều bệnh tổng hợp. Đấy, còn nếu như không dùng cái đó mà các bạn không tìm thấy, các bạn có thể gọi điện cho tôi sẽ chỉ cho cái trên cái kênh của tôi, trên kênh YouTube của tôi có một cái video là loài thuốc cứu rất nhiều chú chim, và các bạn tôi đã chụp hình trên video đó là Amicana. Các bạn lên YouTube vào cái kênh chim cu gáy hay của đồng chí Thao và các bạn tìm kiếm là loại thuốc cứu rất nhiều chú chim, cứu mạng rất nhiều chú chim, thì các bạn sẽ thấy. Vì cái này là mình cũng không có cái sự chuẩn bị và mình cũng có thể là hơi không có nhiều thời gian nên mình làm video nó mang tính chất tương tác bằng ngôn ngữ, còn cái hình ảnh thì nó cũng không được chuẩn bị chu đáo lắm, mong các bạn thông cảm. Nhưng mình cũng muốn là làm sao truyền đạt được cái thông tin, truyền đạt đến cái tư tưởng cũng như là cái kiến thức của mình, bản thân mình đã trải nghiệm, mình chia sẻ cho các bạn. Như vậy là đau mắt, các bạn dùng cái Amicana là cái thuốc đầu tiên. Cái thuốc thứ hai thì các bạn có thể dùng nhá, là bản thân các bạn có thể dùng bằng cái thuốc nhỏ mắt, đau mắt của người này. Nhưng mình phải nói rõ nhá, cái thuốc này là cái thuốc khi các bạn ra cửa hàng thuốc người các bạn mua ấy, là các bạn phải nói rõ là bán cho tôi cái loại thuốc nhỏ mắt, đau mắt có kháng sinh và kháng viêm. Và nên nhớ là không bao giờ có 10.000, 20.000 đâu. Đúng thuốc đấy nhá, đúng thuốc bạch mai, đúng thuốc chuẩn đấy nhá. Nó là cái bio gì đấy mình quên, không nhớ tên thuốc, nhưng mà các bạn nên nhớ là thuốc nhỏ mắt loại xịn có kháng sinh và kháng viêm, và giá thị trường nó phải tầm 30.000 trở lên một lọ. Thì các bạn nhỏ ở đấy thì là nó sẽ diệt khuẩn và nó cũng kháng viêm cho cái màng mắt của con vật đấy nhá các bạn nhá, không phải 10.000 đâu đấy. Còn ngoài ra thì các bạn có thể, một số bạn thì có thể là riêng cái ớt gió tôi thấy cũng rất là hiệu quả, nhưng các bạn chỉ cho ăn vừa phải thôi. Nó khi nó đã cứng khỏe khỏe rồi đấy, nó đã đang hồi dần thì các bạn cắt 1/3, một nửa cái quả ớt chỉ thiên, ớt gió, các bạn cho nó ăn nhé, cộng với một các bạn dập cái ớt ra, các bạn bôi vào cái khu vực bị đau mắt, bôi vào cái phần bả cánh và lông. Thì bản chất của cái quả ớt gió trong cái vấn đề thực vật thì ớt và tỏi nó là hai cái lượng thuốc kháng sinh khá là dân gian và khá là hiệu quả. Ớt và tỏi nó là kháng sinh các bạn, rất tốt. Trong ớt nó có sát khuẩn, sát trùng, trong ớt có vitamin A, trong tỏi có rất nhiều những cái khác. Kể cả chim, nếu như chiếng diều các bạn có thể cấu một mẩu tỏi nhỏ nhỏ bằng cái viên đá lửa, hạt lúa các bạn cho ăn rất tốt. Thì trở lại vấn đề là nếu như đau mắt thì các bạn Amicana đó, rồi những thuốc nhỏ mắt của người đó. Hoặc là các bạn có thể là bản thân cái cơ chế đau mắt thì các bạn có thể là diệt cái khuẩn của nó đi, tăng sức đề kháng cho con chim, phơi nắng và bệnh tự nó hết, nó không có vấn đề gì cả. Nó không nặng như là cái gì nó cần phải đặc trị. Ví dụ như một số bệnh đường ruột, bệnh viêm phổi thì các bạn phải đúng thuốc. Còn việc đau mắt bị đậu thì đơn giản lắm. Nó chỉ là cái chủng, cái khuẩn, nó ký sinh trùng, nó làm loét, làm cho con chim khó chịu và nó dẫn đến bỏ ăn, gầy, yếu và tử vong. Thì các bạn có thể là trùng đậu, phòng cho chim bằng cách trùng đậu và học cắt ớt, huấn luyện cho con chim chúng ta ăn ớt định kỳ, một tuần có thể là 2 quả ớt. Đấy là kinh nghiệm của mình, là con chim rất là khỏe, đủ vitamin, một tuần 2 quả ớt, một cái viên dầu cá đấy, rất nhiều vitamin. Và một số những cái ví dụ như là các bạn lấy trứng gà, các bạn năn với lúa đấy, cho nó ăn đấy. Hoặc là các bạn dùng những cái thức ăn tăng cái đạm dinh dưỡng đấy. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ riêng về quan điểm cứu mạng con chim về bệnh đau mắt, bệnh đậu và kể cả bệnh đi ỉa, bệnh hô hấp, bệnh tiêu hóa,
Đó. Thì có thể là video nó cũng chưa cụ thể hơn, chưa vào, nhưng chí ít cũng mang lại một kiến thức tương đối để cho quý vị anh chị, đặc biệt là các bác cao tuổi, các bác trung niên và một số anh em cũng như các cháu đang yêu thích cái loài chim cu gáy, một trong những loài chim quân tử, một trong những cái loài chim mà bản thân mình đã yêu thích từ lúc còn chăn trâu cắt cỏ. Và hiện bây giờ mình, cuộc sống của mình nó cũng là có được cái giờ phút đang nói với các bạn đây, có được cái công việc là mình đã cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là mãn nguyện. Bởi vì mình cũng xin giới thiệu với các bạn là mình cũng sống vì cái nghề là nuôi chim. Đấy, bản thân đã gây dựng 1, 2, 3 cái cơ sở nuôi trang trại đấy, và cung cấp cho các bạn trên mọi miền Tổ quốc, từ miền Tây đến miền Nam và miền Bắc. Và bản thân mình cũng rất là yêu thích đấy. Mình bán cả trứng chim cho các bạn về ấp, bán cả chim vú nuôi, bán chim khách, chim non, chim bố mẹ sinh sản, các loại lứa tuổi. Riêng về chim cu gáy thì mã ngỗng, phấn hồng, chim bắc bộ, chim bộ đẹp to âm tốt, là đó là cái hướng của mình để giao lưu với các bạn đấy. Trong cái phần đó thì các bạn có thể biết đến cái kênh chim cu gáy hay của mình đây, thì các bạn có thể vào trên YouTube, các bạn gõ cái cụm từ là chim cu yêu sao thì là chim cu về đàn về nước, các bạn gõ chim cu gáy hay thì đó là cái biểu tượng chú chim có chữ đăng ký vàng vàng mà có con chim bậu trên bàn. Đấy là kênh của mình và tên của nó chim quay hay, cộng với cái số điện thoại là 033 5305982 và 0989177982. Hiện đến ngày hôm nay là tháng 10 năm 2020 thì mình có 42.600 người đăng ký yêu thích mình đó, và đó là kênh YouTube đấy. Còn cái Facebook thì quý vị anh chị và các bạn có thể vào cái Facebook chim cu gáy hay đó, thì các bạn nhìn thấy cái bảng hiệu mình in để tiện khi mà quay video cho các bạn nhìn rõ cái thông tin số điện thoại, số ngân hàng, số địa chỉ có rất nhiều đấy. Thì là quý vị anh chị các bạn kết nối cái Facebook này, và cái ảnh đại diện là con chim đang bậu đây, ngực hồng đó. Còn Zalo thì mình dùng là cái số 033 5305982. Xin dừng video tại đây và chúc các bạn có được những cái niềm vui từ những chú chim của mình.